Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi Toyota Place Garden Grove 1-800-357-6738. Jin và Kim Thư Jewelry, nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có in hình bản đồ Việt Nam, 714-985-9999 và 714-657-7866. Thảo Yên, Hoàng Trọng Thủy trở lại với quý khán thính giả. Và trước khi gửi đến quý vị phần quảng cáo, chúng tôi đang đề cập đến nỗ lực của Đảng Cộng Hòa đang chiếm đa số tại Thượng viện, thất bại nặng nề tối ngày hôm qua sau khi có đến 10 phiếu, nhưng mà có thêm 2 vị thượng nghị sĩ ở Utah với Kansas đã coi như là đẩy cái dự luật này xuống bờ vực, chôn vùi luôn. Tuy nhiên, họ chưa có bỏ cuộc. Ông tối hôm qua và sáng ngày hôm nay, ông Tổng thống Trump đã yêu cầu đó. Bây giờ thất bại thì tại sao chúng ta không bỏ phiếu, bỏ luôn Obamacare, rồi cái chuyện có một cái care nào khác tính sau? Vâng. Cái hành động này xem là rất là táo bạo. Và bây giờ thì ông Thượng nghị sĩ McConnell, trưởng khối đa số tại Thượng viện, ông kế hoạch next plan của ông, kế hoạch tế của ông đó, là đồng ý với chuyện của ông Trump, nói rằng chúng ta cứ làm như thế đi. Bây giờ cho thời hạn là 2 năm. Bây giờ xem như một hình thức là nó gỡ gạc những cái thế bí của họ. Vâng. Tức là chiều theo ý của ông Tổng thống, bỏ Obamacare, tức là người ta sẽ không nói tới Obamacare nữa. Trong vòng 2 năm tới, và trong vòng 2 năm đó để các vị thượng nghị sĩ, các vị dân biểu của Đảng Cộng Hòa có thì giờ để trình ra một cái luật cải tổ y tế mới tinh nguyên, dẹp hết tất cả những cái gì đã có trước đây để mà có được một cái dự luật cải tổ y tế mới tinh nguyên. Thì đó là cái nỗ lực được xem là rất là táo bạo hiện nay của bên phía ông Mitch McConnell. Bỏ Obamacare rồi trong vòng 2 năm tới, nghĩa là trong vòng 2 năm đó, quý vị nào có bảo hiểm Obamacare vẫn cứ được hưởng Obamacare, không có gì thay đổi cả. Nhưng mà nếu mà thông qua được thì các nhà kinh tế họ đã khuyến cáo rồi, một khi mà hủy bỏ một cái đạo luật đã có ảnh hưởng từ nhiều năm qua, mọi người nó ăn vào cốt rễ rồi, nhiều người đang hưởng cái bảo hiểm y tế đó, tự nhiên đùng một cái bỏ đi thì cái vấn đề kinh tế cũng sẽ gây ảnh hưởng rất là lớn, trong đó kể cả các nguồn đầu tư 401k nữa. Một cái trận bão rất lớn về tài chính có thể ập xuống nếu không có, người ta không thấy có một cái gì đó chắc chắn để mà có thể thay thế Obamacare được. Tuy nhiên cho dù mà ông, cái điều này đã Đảng Cộng Hòa đã từng làm năm 2015 theo bản tin ghi nhận được, nhưng mà sau khi đã thông qua rồi, họ đã thông qua bởi vì Thượng viện chiếm đa số và họ đồng ý hủy bỏ Obamacare. Thì vào thời điểm đó, Tổng thống Obama vẫn còn, cho nên ông đã không ký veto, là hủy bỏ, không chấp nhận, rồi cũng chẳng đi tới đâu. Giờ đây thì chắc chắn là ông Trump sẽ đồng ý, không có veto. Nhưng mà liệu rằng các vị thượng nghị sĩ có đồng ý hay không? Thì cho đến giờ phút này, 10 thượng nghị sĩ họ tuyên bố là họ không đồng ý cái kế hoạch đó, nó quá nguy hiểm đi, thưa quý vị. Cho nên bây giờ, một lần nữa, cái kế hoạch mà hủy bỏ Obamacare xem như không thành công. Chưa biết được kế hoạch sắp tới của Đảng Cộng Hòa sẽ như thế nào. Tuy nhiên ngày hôm nay thì phía Hạ Viện họ sẽ đưa ra một cái kế hoạch về ngân sách. Bây giờ họ tập trung vào vấn đề ngân sách mà thôi, Thảo Yên. Vâng, thưa quý vị, và một diễn biến mới nhất liên quan đến tình hình trên thế giới, đó là vào sáng ngày hôm nay, người lãnh đạo của phe ly khai tại Ukraine, đó là đảng DPR, người lãnh đạo của đảng này là ông Alexander Zakarchenko, đã phát biểu trên một cái đài truyền hình của Nga rằng đảng của ông sẽ cùng với Đảng Cộng Hòa Nhân dân Lugansk tuyên bố chính thức thành lập một cái quốc gia mới, chính phủ mới có tên là Molorossia, kế nhiệm cho nước Ukraine, thưa quý vị. Và ông này, ông nói là hai cái đảng này sẽ đại diện cho gần 19 khu vực khác từng thuộc Liên bang Xô Viết trước đây, ngoại trừ Crimea. Tất cả bọn họ đồng ý thành lập một cái chính phủ của một quốc gia non trẻ, và ông kêu gọi cộng đồng quốc tế ủng hộ cho cái đề xuất này. Thì ông Zakarchenko cũng nói rằng thủ đô mới của quốc gia mới sẽ
đặt tại thành phố Donetsk, còn Kiev, thủ phủ hiện tại của Ukraine, từ nay sẽ chỉ là một cái trung tâm văn hóa lịch sử mà thôi. Và được biết là Malorossia sẽ là một quốc gia có ngôn ngữ chính là tiếng Nga, sau đó là cái tiếng mà ông gọi là Malorossia. Hiến pháp của chính phủ mới sẽ được thông qua trong một cái cuộc trưng cầu dân ý và sẽ được thảo luận công khai trong thời gian sắp tới đây. Và ông nói cái lý do là bởi vì cái uy tín của Ukraine đã không còn nữa, cho nên ông bắt buộc phải ra cái quyết định này. Vâng, thưa quý vị, được biết là chính sách của cái quốc gia mới này sẽ đi theo cái chiều hướng là muốn khôi phục lại mối quan hệ với Nga và sẽ tìm cách gia nhập vào liên minh nhà nước của Nga và Belarus trong thời gian sắp tới đây. Đúng là như thế, cái tay này là bị ảnh hưởng của Nga quá nhiều. Bây giờ Nga khuấy động bởi vì Poroshenko cùng với Donald Trump và NATO, Ukraine đang muốn gia nhập khối NATO. Và vì thế bên Nga bằng mọi cái để tạo áp lực lên Poroshenko, ông tổng thống đương thời hiện nay, và cái thế đối lập đang tìm cách để mà lật đổ chế độ của Poroshenko. Bên cạnh đó thì ở tại Venezuela, thưa quý vị, sau khi cuộc trưng cầu dân ý và đến 90% là muốn ông tổng thống hiện nay Maduro phải rời bỏ ghế đi, bởi vì Venezuela trong vòng cả mấy năm trời vừa qua đã bị suy thoái kinh tế trầm trọng, lạm phát mấy chục phần trăm. Ngày hôm qua một bình sữa ví dụ 1 đô, hôm nay nhìn lại thì đã lên tới 1.5 đô, đại khái là như thế. Cho nên nhiều người họ nói rằng đi vào trong các siêu thị không có gì để mua, đời sống khó khăn, nhiều cuộc biểu tình. Và bây giờ ở tại Venezuela, đảng đối lập đang tuyên bố sẽ thành lập một chính phủ mới và một đất nước mới luôn nữa. Ngăn đôi Venezuela. Ai muốn chạy theo ông Maduro thì cứ chạy theo. Còn phe đối lập thì thân châu Âu. Họ nói rằng chúng ta sống trong cái chế độ cộng sản, cộng hòa xã hội chủ nghĩa từ bây giờ, từ thời của ông Hugo Chavez đến giờ. Thì đất nước Venezuela, một đất nước giàu có về dầu hỏa, mà bây giờ đương vào một cái thời trở thành một đất nước nghèo khó nhất trên thế giới, không thể chấp nhận được. Maduro vẫn được sự ủng hộ của quân đội, vì thế ông vẫn còn tại vị. Bây giờ đó, chỉ cần cái quân đội nó lung lay thôi là ngay lập tức Maduro sẽ bị lật đổ và có thể xảy ra một cuộc nội chiến đẫm máu nếu hai bên không tự chế, thưa quý vị. Trở lại với cái kế hoạch của Hạ viện, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị ngay sau phần quảng cáo đưa ra kế sách về ngân sách của 2018, bao gồm đẩy mạnh cái sự ngân sách của quốc phòng, thế nhưng cắt food stamps. Mời quý vị cùng theo dõi ngay sau phần quảng cáo.